7 loài cây nguy hiểm nhất hành tinh. Đừng nghĩ rằng động vật mới gây nguy hiểm cho bạn, thực tế là thực vật còn nguy hiểm hơn rất là nhiều. Các loài thực vật không phải loài nào cũng vô hại đối với con người, mà đôi khi cũng có những loài chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng khiến người ta phải chịu đựng đầy đau đớn. Và có những loại cây rất đỗi bình thường mà bạn có thể gặp ở bất cứ đâu lại mang cho mình những chất độc nguy hiểm chết người. Đừng rời mắt khỏi video này, bởi vì ở vị trí thứ 7 chính là lá ngón. Loại cây được xếp vào độc dược bảng A xuất hiện rất nhiều ở Việt Nam. Hãy cùng đón xem. Đầu tiên thì đó chính là cây thầu dầu, Ricinus comarix. Đây là một trong những loại cây mà bạn chắc chắn là không nên nếm thử. Theo đó, cây này có nguồn gốc Đông Phi, nhưng ngày nay đã phổ biến trên toàn thế giới, được trồng làm cảnh rồi có màu sắc rất là đẹp. Cây thầu dầu thân yếu nhưng mà có thể cao đến 10 mét, lá mọc sau le có cuống dài, phiên lá hình chân vịt, hoa thì mọc thành từng chùm. Ở nước ta, cây thầu dầu chủ yếu sinh trưởng và phát triển vùng núi phía Tây Bắc như là Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Lào Cai hay Hà Giang. Được biết là sau khi chiết xuất, dầu của loài cây được dùng để nhuận tràng, rửa ruột, xả tử cung. Tuy nhiên là hạt của chúng lại chứa một chất độc cực mạnh có tên là ricin. Cụ thể là chất ricin gây chết người bởi nó can thiệp trực tiếp vào quá trình trao đổi chất của tế bào để duy trì sự sống, khiến tế bào bị chết đi. Ricin nguy hiểm nhất ở dạng tinh chất, và một khi mà đã tiêm vào người thì chỉ cần 3mg tiêm dưới da đã có thể khiến một người trưởng thành tử vong. Có một bí mật chấn động mà ít ai biết về chất độc của loài thực vật ghê gớm này, đó là việc nó được sử dụng để ám sát chính trị gia nổi tiếng của Bulgaria, đó là Georgi Markov, khi ông đang sống lưu vong ở London. Vào ngày 7 tháng 9 năm 78, khi Markov đang đứng chờ xe buýt gần Waterloo Bridge, Anh Quốc, thì ông bất ngờ cảm thấy có cái gì đó gai gai chạm vào đùi của mình. Ông nhìn ra phía sau và thấy một người đàn ông đang cúi xuống nhặt một chiếc ô. Markov lập tức cảm thấy bị hoa mắt và ngất xỉu ngay ở trạm xe buýt. Ông được đưa tới bệnh viện với triệu chứng sốt cao và qua đời 3 ngày sau đó. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy có một quả cầu rất là nhỏ làm bằng một hợp kim platinum iridium dính trên đùi của Markov. Quả cầu có phủ nhiều kim nhỏ, được bôi một ít chất ricin, và chính nó thì là nguyên nhân gây ra cái chết của Georgi Markov. 2. Cây ngò tây khổng lồ. Ngò tây khổng lồ vốn là loại cây độc hại, nhưng mà kỳ lạ lại được một số người yêu thích, trong đó có cả nữ hoàng Anh. Theo đó, những cây ngò tây khổng lồ trưởng thành có thể sinh trưởng tới độ cao 4 mét, tán lá thì có thể dài tới 1,5 mét. Chúng mọc rải rác ở khắp nơi trên nước Mỹ, từ New England trải dài đến phía tây bắc của đất nước. Thậm chí du khách đến thăm khu vườn ở điện Buckingham còn được tận mắt chiêm ngưỡng các cây to và cao với những chiếc lá kích thước như một cái bàn và những bông hoa như cái ô khổng lồ trông rất là bắt mắt ở bên hồ. Được sự đồng ý của nữ hoàng, thủ tướng Anh thường đi dạo quanh vườn vào mỗi sáng sớm, nhưng mà phải tránh những cây này vì dù rất là đẹp nhưng chúng lại cực kỳ là độc hại. Theo đó thì từ nhựa trong lá và thân cây đều chứa các hóa chất rất là độc hại, gây bỏng nặng và làm thay đổi khả năng chống lại tia cực tím của da. Bên cạnh đó thì mắt bạn thậm chí có thể bị mù khi mà tiếp xúc trực tiếp với nhựa cây. Và ngay cả khi chỉ lỡ hít phải một chút hơi nhựa thôi cũng đủ khiến cho phổi bị tổn thương không hề nhẹ. Trước đây vào thế kỷ thứ 19, loài cây này được đưa vào nước Anh như một loại cây cảnh có nguồn gốc từ Nga. Dù ban đầu nó chỉ là một loại cây hoang, thế nhưng mà cho đến nay người ta lại phải cố gắng hết sức để loại bỏ cũng như là ngăn chặn sự phát triển điên dại của những cây khổng lồ chết chóc này. 3. Tassel baccata. Tassel baccata còn được gọi là cây thủy tùng, có nguồn gốc từ châu Âu và phía Tây Bắc Phi. Được biết là thủy tùng châu Âu là loại cây duy nhất có thể chịu đựng được bóng tối ở châu Âu. Cây trưởng thành cao từ 18,3 đến 21 mét. Sở hữu ngoại hình quá cỡ, nhưng mà thủy tùng đồng thời cũng là loài cây mang trong mình chất kịch độc. Theo đó, thành phần chất độc này có tên là Acaroris tassini. Nó có ở tất cả bộ phận, trừ lớp vỏ ngoài của hạt. Độc tính có thể dẫn đến những triệu chứng nghiêm trọng như là chóng mặt, khô miệng, giãn đồng tử, suy nhược, nhịp tim bất thường và cuối cùng là tử vong. Tuy nhiên, ở một diễn biến khác, từ thế kỷ thứ 10, người ta đã chiết xuất ra nguồn dược liệu từ cây thủy tùng để điều trị bệnh sởi hoặc thủy đậu. Ngoài ra, chiết xuất ra được palitasol và tasol, những loại thuốc làm chậm sự phát triển của ung thư buồng trứng và phổi ở con người. 4. Nerium oleander. Hay còn được gọi là cây trúc đào, là giống cây bụi hay cây thân gỗ nhỏ với các cành mọc thẳng. Cây đi cao từ 2 đến 6 mét, hoa mọc thành từng cụm ở mỗi cành và có hương rất là thơm. Mặc dù trông xinh đẹp với những đóa hoa rực rỡ, nhưng mà trúc đào lại là một trong những loài cây mang độc tính cao nhất mà bạn có thể tìm thấy. Theo đó, Nerium oleander chứa nhiều hợp chất có độc
và một số hợp chất cực độc, thậm chí có thể gây chết người. Đáng kể nhất đó là oleandrin và nerin, đều là các glycosid tim mạch. Chúng có mặt trong tất cả bộ phận của cây, nhưng chủ yếu nhất vẫn là trong nhựa cây. Vỏ cây chứa rosacenin. Toàn bộ cây thì đều có tác động xấu đến sức khỏe con người. Độc tố sẽ gây ra các triệu chứng đối với đường tiêu hóa và cả tim mạch, gây buồn nôn, tiêu chảy, các tổn thương vùng bụng, loạn nhịp tim, tai biến mạch máu, dẫn đến hôn mê và sau cùng thì là tử vong. Đáng nói là các phản ứng ngộ độc của cơ thể người đối với trúc đào là rất nhanh, đòi hỏi về sự chăm sóc y tế ngay lập tức khi mà nghi ngờ hoặc đã biết là ngộ độc trúc đào ở cả người lẫn động vật. Nếu không thì một cái chết tức tưởi là hậu quả có thể đến chỉ sau một vài giờ. 5. Sarchino Novomica. Trong giới đông dược thì loại cây mã tiền được biết đến như một ngôi sao vậy. Đây là một cây thân gỗ có nguồn gốc Đông Nam Á. Cây có kích thước trung bình và có đỉnh cao đến 25m. Mọc tại môi trường sinh sống thưa cây cối tới độ cao là 1200m. Lá của nó hình trứng với kích thước là 5x9cm. Khi ở Việt Nam còn có tên là củ chi, cổ chi, hoàng đàn hay là võ doãn. Được biết là cây mã tiền mang trong mình độc tính rất là cao, bao gồm strychnine và pyroxene. Hạt, hoa và ngay cả là vỏ cây cũng chứa rất nhiều chất độc. Chúng gây ra những vụ ngộ độc khủng khiếp, dẫn đến những cơn co giật dữ dội và sẽ khiến người bệnh chết vì kiệt sức. Tuy nhiên là trong nhiều trường hợp, mã tiền cũng là một vị thuốc quý, đem lại nhiều công dụng hữu ích đối với sức khỏe như là chỉ thống, tiêu thũng, mạnh gân cốt, thông kinh lạc và mạnh tỳ vị. Nhưng mà nói gì thì nói, loài này vẫn là độc dược nên con người cần phải thận trọng khi mà sử dụng vị thuốc này để chữa bệnh. 6. Cây ấu tàu. Vào năm 2014, một người làm vườn trong một tòa biệt thự ở thôn quê nước Anh đã tử vong đầy bí ẩn do suy tạng. Nguyên nhân cái chết của ông vẫn chưa được làm rõ, nhưng một cuộc điều tra thu thập được những bằng chứng cho thấy có lẽ là ông đã bị đoạt mạng bởi một loài thực vật có hoa phổ biến thuộc họ mao lương hoa vàng. Và danh tính của cây giết người đó không gì khác chính là cây ấu tàu, Aconitum, có hoa giống như mũ trùm đầu của nhà sư. Loài cây này còn được đặt những cái tên dữ dằn hơn như là bà sói, mũ quỷ hay là nữ hoàng độc dược. Theo đó, chất độc có trong cây có thể làm chậm nhịp tim dẫn tới tử vong. Phần độc nhất là rễ cây, dù trên lá cũng chứa chất độc. Cả rễ lẫn lá đều chứa chất tác động đến hệ thần kinh và có thể hấp thụ được qua da. Các triệu chứng nhiễm độc ban đầu là ngứa gian và tê dại tại nơi tiếp xúc, hoặc là ói mửa dữ dội và bị tiêu chảy nếu chẳng may mà ăn phải. Những cái thảm án mà loài cây chết chóc này gây ra không chỉ dừng lại tại đây. Vào năm 2010, bà Lavrieche bị kết tội sát nhân sau khi mà trộn ấu tàu Ấn Độ và món curry của người tình. Nhưng mà không phải mọi trường hợp ngộ độc đều sẽ dẫn đến kết cục bình thường. John Robertson, từng là chuyên gia chăm sóc loại cây chứa độc tố nguy hiểm cho biết, cơ chế ói mửa đôi khi có thể khiến nạn nhân thoát chết khi bị ngộ độc. Tôi đã từng nói chuyện với một người ăn phải ấu tàu mà không chết, ông Robertson nói. Một cặp vợ chồng đã trồng cây này ở vườn rau thơm cho đẹp và khi ra ngắt rau về ăn, bà vợ đã ngắt lẫn cả vài lá ấu tàu. Cả hai đã trong cơn nguy kịch suốt 24 giờ nhưng mà cuối cùng may mắn thoát chết vì nôn ói ra kịp thời. 7. Lá ngón. Lá ngón thì không những quen thuộc với người dân miền núi mà cũng đã khá phổ biến bởi đây là căn nguyên gây ra nhiều ca tử vong bởi sự bất cẩn hoặc thiếu hiểu biết của người dân. Hàng năm thì trên các phương tiện thông tin đại chúng đều không ít thông tin liên quan đến ca ngộ độc, thậm chí là tử vong do ăn nhầm lá ngón. Vào ngày 12 tháng 7, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên, Hà Giang đã tiếp nhận và cấp cứu trường hợp ngộ độc do ăn nhầm lá ngón. Một nhóm 5 người đi hái rau rừng nhưng mà đã hái nhầm lá ngón vì tưởng là lá chua. Sau khi ăn xong, các bệnh nhân thấy buồn nôn, tê chân tay, miệng và gọi người nhà để gọi xe cấp cứu. Tuy nhiên là khi xe cứu thương tới nơi thì 3 người đã tử vong, 2 người còn lại được nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Ở Việt Nam, lá ngón được coi loại cây có độc tính thuộc hàng cao nhất, thuộc độc bảng A. Chỉ ăn 3 lá ngón là sẽ tử vong ngay lập tức. Lá ngón hay còn gọi là ngón vàng, thuốc rút ruột, là một loại cây dây leo, thân và cành không có lông, trên thân hơi có khía dọc. Lá mọc đối, hình trứng thuôn dài, dài từ 7-12cm, rộng 2,5-5,5cm. Hoa thì mọc thành chùm ở đầu cành hay ở kẽ lá, cánh hoa màu vàng. Mùa hoa vào tháng 6, tháng 8 và tháng 10. Quả một nang màu nâu, hình thon, dài 1cm, rộng 0,5cm. Trong lá ngón có chứa một chất kịch độc có thể ngay lập tức gây ra cái chết. Đó chính là hoạt chất cực độc alkaloid, một loại độc tố nguy hiểm. Nghiên cứu về lá ngón được tiến hành tại khoa sinh Đại học Đà Lạt cho thấy, dạ lá ngón thành nước với 10g lá và 10ml nước. Chỉ cho chuột uống 3 giọt thôi, sau 9 phút chuột chết vì co giật. Với người thì ăn 3 lá hoặc 1 lá với một chút rượu thì sẽ chết.
Chuyên gia lưu ý lá ngón không những rất sống mà còn mọc gần nhiều cây thuốc và rau ăn, nên dễ dẫn đến sự nhầm lẫn, gây ra hậu quả chết người. Các bạn thấy đấy, mặc dù có nhiều loại cây mang tính độc rất là cao, nhưng mà nhiều khi nó cũng lại là vị thuốc điều trị được một số bệnh. Dù vậy, cẩn tắc vô ai này, tốt hơn hết là nếu có gặp chúng ngoài đời thì hãy cứ tránh xa để bảo toàn mạng sống. Và một video vô cùng thú vị nữa mà Taka muốn giới thiệu đến với các bạn, đó chính là 1001 sự thật thú vị về loài mèo đang hiện ra ngay bên cạnh đây. Các bạn hãy nhấn vào và xem tiếp ngay lập tức nhé.